Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Tháng 7 là một trong những tháng cao điểm về thiên tai không chỉ đất liền mà cả trên các vùng biển nước ta. Ngay từ đầu tháng, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn, trong đó rõ nhất là khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa. Cùng với đó, mưa rông trên các khu vực biển này cũng nhiều hơn, tầm nhìn xa đêm và ngày đều giảm thấp, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy hay gió giật cũng gia tăng hơn. Gió Tây Nam cũng ảnh hưởng tới cả khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, cường độ gió Tây Nam khi ảnh hưởng đến khu vực này chỉ phổ biến dưới cấp 5, nên sóng biển chưa quá cao. Tuy nhiên, ở khu vực này cũng có mưa rông nhiều làm ảnh hưởng đến tầm nhìn xa giảm, khiến việc lưu thông đi lại của tàu thuyền cũng gặp khó khăn. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, gió Nam đến Đông Nam trên khu vực Vịnh cũng mạnh ở mức cấp 6, gây sóng trên 2 mét, biển động nhẹ. Với các vùng biển miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, vừa có tác động của thấp nóng, vừa có ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Vì thế, trường gió ở khu vực này có sự pha trộn mang hướng Tây Nam đến Nam và cường độ không mạnh. Các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực biển này vẫn diễn ra trong điều kiện thời tiết tốt. Khu vực có gió Tây Nam mạnh là khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo. Gió tại đây khoảng cấp 5, nhưng do đà sóng dài nên độ cao sóng biển cũng sẽ duy trì ở mức cao trên 2 mét, biển động nhẹ. Ngoài ra, mưa rông liên tục về chiều tối đi kèm với các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật, khiến bà con và tàu thuyền cũng cần rất lưu ý khi hoạt động. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!